Xin chào tất cả các bác nhá. Ngày hôm nay em xin phép được test chất âm của cặp loa KT12 à KT15 anh em nhé. Những cặp loa KT15 này là bát 40 anh em nhé. Thì bác khách thì muốn lấy nguyên thùng nguyên hộp nhưng mà bác muốn test chất âm anh em nhé. Thì em lấy luôn cái đôi loa mà em hay để bày ở đây thì em test luôn chất âm cho anh em cùng tham khảo. Vì bác khách muốn là nguyên thùng nguyên hộp đâm ra là không thể nào mà bóc ra test được. Đấy, đâm ra thì em sẽ đóng thẳng thùng luôn cho anh luôn. Đấy, thì đây là những đôi loa bát 40 anh em nhé. Bát neo, check neo. Những đôi này thì không còn gì để bàn luận nữa rồi. Chất âm của nó thì anh em cứ đeo tai nghe anh em sẽ thấy anh em nhé. Đó, test cho anh 10 anh em nhé. Anh 10 anh ở Bình Thuận. KT15 với đôi này là 11 triệu. Chưa gồm bao ship anh em nhé. Chưa gồm bao ship. Đấy, 11 triệu bát neo, check neo luôn anh em nhé. Con này thì rất là đẹp, anh em có thể thấy đây. Con này thì cực kỳ là chất luôn anh em nhé, cực kỳ chất luôn. Đấy, anh em nhìn cái lớp sơn của nó này, không thể lẫn được vào đâu luôn. Lớp sơn, nếu mà hàng gióng thì không mở cái lớp sơn nó được như này, mịn như này anh em nhé. Mịn, nó đây là sơn sần cát. Check neo và bát neo anh em nhé. Và anh em sẽ sử dụng cho anh em xem thông số đã. Cho anh em xem thông số con này đã. Thông số con này nhé, KT15, 500W. 105 dB, 40 cho đến 20kHz. Con này thì em đã đo tần số đáp tuyến cho anh em rồi. Rất là ok luôn. Và đánh trực tiếp từ đẩy ra anh em nhé. Đây là dây. Dây từ cái máy tính xuống. Xong đánh luôn ra đẩy anh em nhé. Đẩy này là con E7. Đó. Cắm đẩy vào đi em. Đó. Đó, đây là con E7 anh em nhé. Đó, E7 và anh em sẽ nghe cái chất âm của E7 cộng với KT15. Đây là từng loa anh em nhé. Đây là một loa này, một loa này. Đó, anh em nào bảo bát không lực thì đến nói chuyện với em nhé. Anh em có thể đeo tai nghe. Thấy nhá, hơn 100 dB luôn anh em nhá, hơn 100 dB luôn nếu mà bật anh em luôn nhá. Đấy, bật chỉ có cục đẩy với loa không thôi, loa bát 40. Những đôi này thì màng của nó là màng chống nước luôn anh em nhá, màng chống nước. Đó, anh em có thể thấy với những cặp này thì miễn chê luôn rồi anh em nhá. Bát 40 anh em có thể chơi được cả ngoài trời. Đây là một cái tay sách của nó. Đấy, và anh em thử lại nhá, chất âm con này thì cực kỳ là chất rồi. Tiếng bát tiếng chép nha. Thì điều đầu tiên mà em muốn nói với anh em là cái chất âm của nó rất là sạch anh em nhé. Rất là sạch, để em mở nhỏ nha. À, mở nhỏ nghe vẫn rất là chi tiết anh em nhé. Tiếng bát, tiếng check nghe vẫn rất là chi tiết anh em nhé. Nghe cực kỳ chi tiết luôn. Tiếng bát, tiếng check nghe vẫn rất là chi tiết. À, mở to thì không bị vỡ. Và tiếng nó rất là sáng. Tiếng bát thì lực anh em nhé. Anh em có thể nghe thấy cái tiếng check của nó rất là rõ ràng. Còn đâu anh em đeo tai nghe, anh em sẽ nghe được cả tiếng bát, tiếng chét luôn anh em nhé. Đấy, còn đâu nếu mà không đeo tai nghe thì chắc chỉ nghe chung với chét thôi. Đó.
Nhưng đôi này thì đánh khoảng cách rất là xa luôn, nó phóng rất xa anh em nhá. Tiếng chung rất là sáng, lời rất sáng luôn. Đó. Cặp này với 11 triệu chưa còn bao ship anh em nhá. Hàng nhập nguyên chiếc, nguyên thùng gỗ luôn anh em nhá. Anh em nào theo dõi kênh của em thì anh em biết rồi, nguyên thùng gỗ. Đó. Hơn 100 dB anh em nhé, chưa cần dùng súp luôn. Mà để khoảng cách xa anh em nha. Ok chưa, đây là xa anh em nha. Đấy, tầm tầm khoảng độ 102-103 dB anh em nhé. Đấy, với những đôi này thì bao phê bao chất luôn cho anh em rồi. Đấy, thì tiết nhanh như vậy thôi cho anh em nghe cái chất âm của nó như nào thôi và cường độ sức mạnh của nó như nào. Anh em lưu ý đây là những đôi bass 40 anh em nhé, rất là lớn, rất là lớn, nhưng mà nó rất là nhẹ anh em nhé, nó không nặng như là những đôi bass thường đâu. Đấy, và anh em sẽ thấy là hàng nhập nó khác hàng lắp ráp ở Việt Nam rất nhiều, những đường chỉ. Đấy, anh em có thể thấy. Đó, đẹp không ạ? Quá đẹp luôn anh em nhé. Đó, anh em có thể nhìn thấy đây. Đó, hàng chất anh em nhé. Đấy, anh em có thể thấy. Không như những cái hàng đóng hoặc hàng lắp ráp. Đấy, hàng nhập nó phải khác. Giá cũng rất là vừa phải cho anh em. 11 triệu anh em nhé, 11 triệu. Chưa còn bao ship. Bao ship rơi vào tầm khoảng độ 600.000 anh em nhé. Đấy, anh em nào lấy thì em bên em hỗ trợ anh em là 500.000 tiền ship thôi. Đấy, ok không ạ? Đó. Thì anh em nào có nhu cầu mua hàng anh em liên hệ trực tiếp cho bên em qua hai số điện thoại bên dưới anh em nhé. Rồi chào tất cả anh em, hẹn anh em ở clip lần sau anh em nhé.